Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang được nhìn thấy những ảnh trực tiếp từ sân vận động Saint Mary và đây là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Southampton đội chủ nhà và các cầu thủ khách đó là Brentford bất bại của mình khi đã để thua 0-1 trước Everton ở vòng đấu trước. Đó là trận đấu mà các cầu thủ bên phía Brentford đã đến làm khách trên sân của đang bị theo kèm sát thì anh đã chủ động mượn lực đối thủ để ngã ra. Cơ hội Kevin Schrader. Kevin Schrader, cầu thủ sinh năm 2001. Tình huống ngoặc Kevin Schrader đã thoát ra được khỏi sự đeo bám của Kyle Walker-Peters và tung ra được cú đánh đầu. Tình huống có chú ý đánh đầu với góc xa của Kevin Schrader. Cơ hội dành cho cầu thủ bên phía Brentford. Chưa thể có được pha đưa bóng vào thành công. Điểm nhất bên phía hàng tấn công của Brentford. Embermo. Cơ hội dứt điểm. Vẫn là Ivan Toney. Sút xa. Ngự bên phía Southampton dường như là đã bỏ quên Ivan Toney. Một tình huống di chuyển không bóng khôn ngoan của Ivan Toney luồn ra phía sau của Southampton. Ward-Prowse. Và được bóng vào của James Ward-Prowse. Rất nguy hiểm. Thì mọi điều đều có thể xảy ra, đặc biệt là với những pha bóng đập đất như thế này. Bóng chuội đi. Và nếu chỉ một sai lầm thôi thì mọi thứ đều sẽ phải trả ra. Bóng rất chuội nhưng David Raya đã thể hiện được sự chắc chắn của mình đến từ David Raya. Nhưng đây là cuộc cội phản công dành cho cầu thủ bên phía Brentford. Kevin Schrader. Cú căng ngang không thành công của Kevin Schrader được tạo ra sau tình huống phản công sắc nét này của cầu thủ bên phía Brentford. Tuy nhiên bên phía phòng ngự của Southampton tiếp tục là một pha đưa bóng vào. Cơ hội dứt điểm. Embermo không vào của Che Adams. Còn đây là pha bóng trước đó mà Embermo đã bỏ lỡ một cơ hội thực sự ngon ăn dành cho cầu thủ bên phía Brentford. Sau cú chạm bóng của Kevin Schrader thì Embermo đã vất vừa tầm để tung ra cú dứt điểm. Nhưng Ward-Prowse dẫn đây. Cơ hội không được. Và đó là câu trả lời cầu thủ Southampton. Đầy đủ là Kamandin Suleimana. Và anh đã chọn chữ Kamandin ở trên áo đấu của mình. Và chúng ta cùng xem lại. Và vẫn là Kevin Schrader. Tốc độ của Kevin Schrader. Một đường chuyền tốt cho Embermo. Chưa thể dứt điểm thành công. Cú dứt điểm của Embermo. Đánh đầu. Và lưới của các cầu thủ bên phía Southampton đã rung lên. Lại là Ivan Toney. Bàn thắng thứ 16 của Ivan Toney tại Quảng Anh ở mùa giải năm nay. Lần này không phải là một tình huống mà thoát ra về phía sau hàng phòng ngự của Southampton, mà là một tình huống đá phạt góc vào góc gần. Sau đó là một chạm trung chuyển đã được một cầu thủ bên phía Brentford tạo ra với một cú đánh đầu chuyền. Vitaly Not không phải, đó là Nodgaard. Nodgaard là người đã tạo ra một đường chuyền bằng đầu rất tốt hướng tới vị trí của Ivan Toney. Và chắc chắn rồi, với một tiền đạo có khả năng săn bàn tốt như Ivan Toney thì đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Rất nhiều bài đá vào góc được Brentford đã luyện tập. Một trong cái tình thi đấu ấn tượng nhất kể từ đầu trận về phía Southampton. Cú dứt điểm ngay, không vào. Và dứt huống mà tiền vệ người Argentina đã có được khoảng trống ở trước mặt và quyết định tung ra cú sút. Đường bóng đi còn hơi cao so với khung thành của Đan. Đường chống bia Roman Pego không được. Chơi thấp. Kyle Walker-Peters, vẫn là Kyle Walker-Peters đưa bóng vào rất nguy hiểm. Không thành công. Không thành công với pha dứt điểm vừa rồi của Che Adam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền rất hay đến từ Carlos Alcaraz. Che Adam đã có pha dứt điểm ở cự ly gần nhưng không chiến thắng được trước David Raya. Không phải David Raya mà đó là sự bóng tốt của Diallo. Kumande Suleimana nỗ lực đưa bóng vào không thành công của tình huống mà Kamedin Suleimana đã sử dụng tốc độ để vượt qua. Đường chuyền của James Ward-Prowse. Một lần nữa thì bóng nằm gọn trong tay của David Raya.
mà rất tập trung của đội trưởng bên phía Southampton, James Ward-Prowse. Nhưng đó là một cú đá phạt đã không đi trúng đích của James Ward-Prowse. Xoáy rất lớn. Tuy nhiên thì đã không thể hướng trái bóng đi đúng vào khung thành của David Raya. Cầu thủ bên phía Southampton phát chuyền bóng vào quá sâu. Đã là cầu thủ bên phía Southampton. Cú bóng Pego, pha bóng khá nguy hiểm. Southampton tiến gần hơn đến khung thành của David Raya. Theo Walcott, đó là đường truyền của Theo Walcott. Chuyền vào, không có gì cả. Một lần nữa lại cơ hội dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là một pha cản phá tốt của Mazunu sau cú dứt điểm của Damgas. Tình huống ra chân rất nhanh của tiền vệ người Đan Mạch. Bóng ngửa này, thời gian lúc này chỉ còn được tính bằng giây. Cơ hội dành cho Wisa. Wisa, Wisa liệu có bàn thắng không? Và bàn thắng đến với cầu thủ Brentford hay không? Đó là kết quả sẽ ấn định trận đấu này, là bàn thắng chấm dứt mọi hy vọng của Southampton. Ở những giây cuối cùng, khi mà Southampton quá mong muốn để tìm kiếm bàn thắng và dâng cao đội hình, thì họ đã để lộ một khoảng trống mênh mông và tốc độ của Wisa là quá đủ để tận dụng được khoảng trống này. Một pha dứt điểm lạnh lùng của Wisa, một pha dứt điểm khiến anh cũng bị lạnh. Một pha dứt điểm để giúp cho Brentford có được chắc chắn chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống chuyền bóng là của Ivan Toney. Wisa xử lý quá gọn gàng. Pha xử lý hoàn hảo đến từ Wisa. Hai không dành cho Brentford và bàn thắng ở những giây cuối cùng, bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu. Bàn thắng lạnh lùng với chính Wisa khiến anh cảm thấy mình đã ghi bàn và thật cuốn ngầu ở tình huống. Và trận đấu kết thúc với thắng lợi là 2-0 dành cho Brentford. Họ đã có được hai bàn thắng đến từ Ivan Toney cùng với Wisa. Một chiến thắng xứng đáng dành cho cầu thủ bên phía Brentford. Chọn bộ các cộng HD và 3 tháng thuê bao gói trọn vẹn chỉ 999.000 đồng. Các cộng giải trí gắn kết gia đình.